Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Để tiếp nối series Đọc sách cùng AZFIN, hôm nay AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị các nội dung tiếp theo trong cuốn sách Hòn Tuyết Lăn, cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha, Warren Buffett. Phần 2, bảng điểm nội tâm, The Inner Scorecard. Chương 11, Budgie không thấp béo. Giới thiệu về Budgie Stockton. Chương này mở đầu với việc miêu tả Abby Budgie Stockton, một nữ lực sĩ thể hình nổi tiếng vào những năm 1940. Budgie là một người phụ nữ có sức mạnh vượt trội, có thể nâng người đàn ông trưởng thành qua khỏi đầu. Cô là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ, trong đó có Warren Buffett. Sự ám ảnh của Warren với thể hình. Warren và bạn của mình bị cuốn hút bởi hình ảnh Budgie Stockton qua các tạp chí thể hình. Cậu bé Warren bị mê hoặc bởi sức mạnh và vẻ đẹp của Budgie, từ đó thúc đẩy sở thích thể thao của mình dù không đạt được kết quả mong muốn. Ý nghĩa của tên Budgie. Trong chương, cái tên Budgie không chỉ là tên thật của Stockton mà còn là cách chơi chữ của Warren. Budgie vừa là tên của cô, vừa có nghĩa là sự thấp và béo, một từ mà Warren dùng một cách hài hước và thông minh để diễn tả sự ngưỡng mộ của mình. Những thói quen của Warren trong việc tập thể hình. Mặc dù không đạt được thành công lớn trong việc nâng tạ và tập thể hình, Warren vẫn rất kiên trì và không ngừng nỗ lực. Ông thường đo bắp tay của mình để xem có sự tiến bộ nào không, nhưng kết quả lại không như ông mong đợi. Chương này không chỉ nói về niềm đam mê thể hình của Warren, mà còn thể hiện sự kiên nhẫn và quyết tâm của ông, dù ông không giỏi trong lĩnh vực này. Chương 12, khu Silent Cells. Giai đoạn lịch sử và bối cảnh. Chương mở đầu với bối cảnh năm 1945-1947 tại Washington DC, khi Warren Buffett còn nhỏ và đang sống cùng gia đình. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mỹ có nhiều biến đổi và Buffett bắt đầu học cách kiếm tiền từ các cơ hội kinh doanh nhỏ lẻ. Kinh doanh máy pinball. Warren Buffett và bạn của ông, Don Denley, quyết định tham gia vào lĩnh vực kinh doanh máy pinball. Họ mua các máy pinball đã qua sử dụng, sửa chữa và đặt chúng trong các tiệm hớt tóc để chia lợi nhuận với chủ tiệm. Đây là một mô hình kinh doanh nhỏ nhưng mang lại thu nhập ổn định cho Warren. Bài học từ việc kinh doanh. Thông qua quá trình kinh doanh máy pinball, Warren học được những bài học quý giá về quản lý tài chính và đầu tư. Ông nhận ra rằng có thể kiếm lợi nhuận từ những khoản đầu tư nhỏ và tái sử dụng các thiết bị cũ, một nguyên tắc mà ông áp dụng nhiều trong tương lai. Môi trường kinh doanh và đối thủ. Chương này cũng đề cập đến các thách thức khi máy pinball của họ thường bị những kẻ gian phá hoại. Họ liên tục phải cải tiến máy móc để đảm bảo máy có thể hoạt động ổn định và không bị phá hỏng. Đây là một trải nghiệm thực tế dạy Warren về tính kiên nhẫn và sáng tạo trong kinh doanh. Sáng tạo và kiếm tiền từ Silent Cells. Khu vực Silent Cells là nơi mà những chiếc máy pinball và các máy bán hàng tự động hoạt động một cách tự động, kiếm tiền mà không cần con người can thiệp. Điều này trở thành một bài học quan trọng cho Warren về khái niệm thu nhập thụ động và việc sử dụng máy móc để kiếm tiền liên tục. Chương 13, luật lệ đường đua. Niềm đam mê đua ngựa của Warren Buffett. Warren từ nhỏ đã say mê với các cuộc đua ngựa. Ông thường nghiên cứu các tờ phiếu dự đoán kết quả đua ngựa, tính toán các tỷ lệ cược và tìm hiểu các thông tin về ngựa đua. Đây là một phần trong quá trình phát triển tư duy tính toán và phân tích của ông. Các quy tắc trên đường đua. Warren khám phá ra hai quy tắc quan trọng trong đường đua ngựa. Quy tắc thứ nhất là không bỏ về sau vòng đua thứ nhất, nghĩa là người chơi không nên từ bỏ sau thất bại ban đầu. Quy tắc thứ hai là không thể lấy lại những đồng tiền đã mất theo cách bạn đã thua, khuyến cáo người chơi không nên cố gắng gỡ lại tiền bằng cách tiếp tục đặt cược như ban đầu. Bài học từ thất bại. Một trong những lần thất bại của Warren xảy ra khi ông đã mất một số tiền lớn trong một ngày đua ngựa và phải tính toán lại công việc để bù đắp số tiền thua lỗ. Đây là một bài học lớn về việc không nên để cảm xúc chi phối và cách mà quyết định cảm tính có thể dẫn đến thất bại. Sự hình thành tư duy đầu tư. Qua những lần thua lỗ trên đường đua, Warren bắt đầu phát triển tư duy kiên nhẫn và kỷ luật trong đầu tư. Ông hiểu rằng không nên đuổi theo những khoản lỗ mà thay vào đó phải phân tích kỹ càng trước khi ra quyết định. Sự liên kết giữa thương trường và đường đua. Warren cũng nhận ra rằng những quy tắc này không chỉ áp dụng trong đua ngựa mà còn có thể áp dụng được trong thương trường. Ông bắt đầu so sánh và liên kết giữa các thất bại trong đua ngựa với việc đưa ra các quyết định trong kinh doanh, đặc biệt là trong việc kiểm soát cảm xúc và tránh đưa ra các quyết định cảm tính khi gặp khó khăn. Niềm đam mê với việc tính toán. Chương này cũng miêu tả sự hứng thú của Warren với việc tính toán các số liệu từ đua ngựa. Và đây là một phần của sở thích định lượng mọi thứ trong cuộc sống của ông từ rất sớm. Điều này cũng góp phần vào việc phát triển kỹ năng phân tích tài chính của ông sau này. Chương 14, con voi. Ý nghĩa của con voi. Trong chương này, con voi ám chỉ Đảng Cộng hòa Mỹ,
với biểu tượng là con voi. Tên gọi này xuất phát từ quan điểm chính trị của cha Warren Buffett là Howard Buffett, một thành viên tích cực của Đảng Cộng Hòa. Howard Buffett có những quan điểm bảo thủ và điều này có ảnh hưởng lớn đến quá trình trưởng thành của Warren, môi trường chính trị và ảnh hưởng lên gia đình Buffett. Chương này đề cập đến việc gia đình Buffett sống trong một môi trường chính trị bảo thủ và Howard thường xuyên bày tỏ quan điểm về các vấn đề quốc gia. Điều này không chỉ định hình tư duy chính trị của Warren Buffett từ khi còn nhỏ mà còn ảnh hưởng đến cách ông suy nghĩ về việc đầu tư và kinh doanh. Mối quan hệ với cha. Mặc dù Warren không theo con đường chính trị như cha mình, nhưng ông luôn tôn trọng và lắng nghe những quan điểm của cha. Điều này thể hiện mối quan hệ giữa hai cha con với sự khác biệt trong quan điểm chính trị nhưng vẫn giữ sự kính trọng và tình yêu thương. Tác động lâu dài. Những tư tưởng bảo thủ và kỷ luật mà Howard truyền lại đã ảnh hưởng đến triết lý đầu tư của Warren. Ông học được từ cha mình giá trị của việc trung thành với các nguyên tắc và không theo đuổi những xu hướng thị trường nhất thời. Quan điểm về kinh tế và chính trị. Warren Buffett bày tỏ quan điểm của mình về mối liên hệ giữa chính trị và kinh doanh. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù kinh tế và chính trị luôn tương tác với nhau, việc duy trì quan điểm thận trọng và độc lập trong đầu tư là điều quan trọng. Điều này thể hiện sự hiểu biết sâu rộng của ông về mối quan hệ giữa thị trường tài chính và các sự kiện chính trị, phản ánh về vai trò của chính trị trong đầu tư. Warren cho rằng việc hiểu biết về các chính sách kinh tế của chính phủ là yếu tố không thể thiếu đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, ông cũng khuyến nghị rằng không nên để chính trị chi phối hoàn toàn quyết định đầu tư, thay vào đó cần dựa vào các nguyên tắc kinh doanh vững chắc và thông tin cụ thể từ thị trường. Chương 15, cuộc phỏng vấn vào trường Harvard. Một trong những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Buffett là việc ông bị từ chối khi ứng tuyển vào trường đại học Harvard. Điều này không làm ông chùn bước, thay vào đó ông đã lựa chọn học tại đại học Columbia, nơi mà ông đã gặp người thầy vĩ đại của mình là Benjamin Graham và phát triển sự nghiệp đầu tư của mình. Quyết định thi vào Harvard. Warren Buffett quyết định nộp đơn vào trường kinh doanh Harvard sau khi hoàn thành học kỳ tại đại học Nebraska. Mặc dù có sự tự tin về kiến thức tài chính của mình, Warren không biết rằng mục tiêu của Harvard là đào tạo các nhà lãnh đạo chứ không phải chỉ là những người hiểu về tài chính. Cuộc phỏng vấn và kết quả. Cuộc phỏng vấn tại Harvard diễn ra không suôn sẻ. Người phỏng vấn đánh giá Warren là quá trẻ và thiếu sự chín chắn về cảm xúc. Warren không có cơ hội chứng minh kiến thức về cổ phiếu của mình trong cuộc phỏng vấn này. Cuối cùng, anh bị từ chối nhập học, khiến Warren cảm thấy sốc và lo lắng về việc phải báo tin này cho cha mẹ. Phản ứng của gia đình. Cha của Warren, ông Howard Buffett, không đòi hỏi nhiều từ con mình và luôn giữ bình tĩnh trước thất bại. Tuy nhiên, Warren lo lắng về phản ứng của mẹ khi biết mình không được Harvard chấp nhận. Tìm kiếm cơ hội mới. Sau khi bị Harvard từ chối, Warren chuyển hướng và tìm hiểu về các trường khác. Khi lật nhanh qua catalog của Đại học Columbia, Warren phát hiện rằng hai nhà đầu tư nổi tiếng là Benjamin Graham và David Dodd đang giảng dạy tại đây. Điều này đã thúc đẩy Warren nộp đơn vào Đại học Columbia và thành công. Chương 16. Những thương vụ đầu tiên. Bắt đầu sự nghiệp đầu tư. Chương này tập trung vào giai đoạn Warren Buffett bắt đầu thực hiện các thương vụ đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Khi còn trẻ, Buffett đã có đam mê về việc đầu tư và bắt đầu thực hiện những thương vụ kinh doanh nhỏ. Trong đó có các khoản đầu tư vào cổ phiếu và các mô hình kinh doanh khác. Kinh nghiệm từ các thương vụ đầu tiên. Warren Buffett nhanh chóng học được những bài học quý giá từ các giao dịch đầu tiên của mình. Ông nhận ra rằng đầu tư không chỉ đơn giản là mua và bán mà còn cần phải hiểu rõ về giá trị thực của doanh nghiệp và sản phẩm mà mình đầu tư. Bài học về sự kiên nhẫn. Một trong những bài học quan trọng mà Warren học được là kiên nhẫn trong việc chờ đợi giá trị đầu tư tăng trưởng. Ông tránh những quyết định vội vàng, thay vào đó tập trung vào việc đầu tư dài hạn. Điều này giúp ông đạt được thành công trong nhiều thương vụ sau này. Quản lý rủi ro. Chương này cũng nhấn mạnh cách Warren học cách quản lý rủi ro. Ông luôn tìm cách giảm thiểu rủi ro trong đầu tư, đặc biệt là không đầu tư vào những lĩnh vực mà ông không hiểu rõ. Điều này giúp ông tránh được những thất bại trong giai đoạn đầu của sự nghiệp đầu tư. Sự phát triển của tư duy đầu tư. Qua những thương vụ đầu tiên, Warren Buffett dần phát triển một chiến lược đầu tư dựa trên phân tích cẩn thận và kiến thức chuyên sâu về thị trường. Những nguyên tắc đầu tư mà ông phát triển trong giai đoạn này đã đặt nền tảng cho sự nghiệp thành công của ông sau này. Những điểm này cho thấy Warren Buffett đã học hỏi và phát triển mạnh mẽ từ những thương vụ đầu tiên, góp phần xây dựng triết lý đầu tư kiên định và cẩn trọng của ông. Chương 17. Đỉnh Everest. Niềm vui của Warren khi vào học kỳ thứ 2 tại Columbia. Warren bắt đầu học kỳ thứ 2 tại Đại học Columbia với niềm phấn khởi bởi cha ông Howard Buffett vừa tái đắc cử vào Quốc hội lần thứ 4 với tỷ lệ phiếu ủng hộ cao nhất. Điều này tiếp thêm động lực cho Warren trong học tập và sự nghiệp. Cuộc gặp gỡ thần tượng Ben Graham. Warren cảm thấy cực kỳ hào hứng khi chuẩn bị gặp Ben Graham, người mà ông coi là thần tượng và là người có ảnh hưởng lớn nhất trong triết lý đầu tư của mình.
Ben Graham được mô tả là người sống khép kín, không có mối quan hệ thân thiết với ai kể từ thời trung học. Sự cô độc của Ben Graham. Ben Graham, mặc dù là một nhà tư tưởng vĩ đại và là một giáo sư tài ba, lại sống trong sự cô độc. Ông khó có thể thấu hiểu người khác và ngay cả những cộng sự thân cận như David Dodd cũng không thể tiếp cận được Graham ở mức độ thân mật. Graham được bao bọc bởi chiếc áo giáp của sự lý trí và uyên thâm. Tầm quan trọng của Graham trong cuộc đời Buffett. Warren Buffett cảm thấy may mắn khi có cơ hội học hỏi từ Ben Graham, người mà ông xem như một đỉnh Everest trong thế giới tài chính. Graham đã để lại ấn tượng sâu sắc trong sự nghiệp và triết lý đầu tư của Warren, đặc biệt là qua các bài giảng và tác phẩm của ông. Chương này thể hiện sự phấn khích và tầm quan trọng của Ben Graham đối với sự phát triển của Warren Buffett trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Chương 18, Hoa hậu Nebraska. Warren và sự khó khăn trong các mối quan hệ lãng mạn. Warren Buffett thừa nhận rằng ông gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối với phụ nữ. Từ khi còn trẻ, ông luôn cảm thấy không thoải mái và thiếu tự tin khi tiếp cận các cô gái. Tính cách nhút nhát của ông khiến cho việc tìm kiếm mối quan hệ tình cảm trở nên khó khăn. Phản ứng với sự lo lắng. Khi đối mặt với sự lo lắng trong các cuộc trò chuyện với phụ nữ, Warren thường có xu hướng nói liên tục về các chủ đề như chứng khoán và chính trị cho đến khi không còn gì để nói. Điều này làm ông cảm thấy vụng về và lúng túng hơn, dẫn đến những cuộc hẹn hò không mấy thành công. Những cuộc hẹn không thành công. Trong những năm trung học và đại học, Warren có rất ít cuộc hẹn hò. Những lần hẹn hò cũng thường gặp vấn đề do tính cách rụt rè của ông. Ông cảm thấy căng thẳng và không biết cách xử lý các tình huống mà một cô gái đưa ra trong cuộc hẹn, dẫn đến các cuộc gặp gỡ thất bại. Mối tình với Suzy. Chương này cũng nhắc đến mối tình của Warren với Suzy, một cô gái mà ông rất yêu mến, dù cô ấy không có tình cảm sâu sắc với ông. Tuy nhiên, Warren không từ bỏ và quyết tâm thay đổi suy nghĩ của cô về mình, tạo cơ hội cho mối quan hệ phát triển. Mối liên hệ giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Những khó khăn trong đời sống tình cảm của Warren cũng phản ánh một phần tính cách và cách mà ông đối diện với những thách thức khác trong cuộc sống và sự nghiệp. Ông không dễ dàng bỏ cuộc và luôn nỗ lực cải thiện bản thân, từ cuộc sống cá nhân đến công việc. Những điểm này cho thấy một khía cạnh khác của Warren Buffett, không chỉ là một nhà đầu tư tài ba mà còn là một người đàn ông với những thử thách trong tình yêu và mối quan hệ cá nhân. Chương 19, kẻ xấu xí trên sân khấu. Thời gian và địa điểm. Chương này diễn ra từ mùa hè năm 1951 đến mùa xuân năm 1952 tại Omaha. Đây là khoảng thời gian khi Warren Buffett đang trong giai đoạn học hỏi và bắt đầu định hình sự nghiệp kinh doanh của mình. Mối quan hệ với Suzy. Chương này cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa Warren và Suzy. Warren bắt đầu lập kế hoạch cho đám cưới của họ vào tháng 4 năm đó, trước lễ tạ ơn. Điều này cho thấy một phần cuộc sống cá nhân của Warren và sự hỗ trợ của Suzy trong các giai đoạn quan trọng của cuộc đời ông. Mối quan hệ với Doc Thompson. Warren kiên nhẫn trong một cuộc gặp gỡ kéo dài với Doc Thompson để nhận được sự đồng ý từ ông cho cuộc hôn nhân của Warren và Suzy. Cuộc nói chuyện kéo dài 3 giờ mới đạt đến kết luận và sự đồng ý từ phía Doc Thompson. Những thử thách trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Giai đoạn này cũng mô tả những thử thách và sự phát triển của Warren trong cả cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Chương này thể hiện cách ông đối diện và vượt qua những khó khăn trong quá trình đạt được thành công trong cả hai mặt này. Những điểm chính này tập trung vào các khía cạnh cá nhân trong cuộc sống của Warren Buffett, đặc biệt là sự hỗ trợ từ Suzy và mối quan hệ với Doc Thompson. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của video? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người hơn. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để AZFIN có thêm động lực làm nhiều video giá trị khác gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho anh chị những thông tin hữu ích và giúp anh chị lựa chọn những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị cảm thấy hứng thú với cuốn sách này, đừng ngần ngại tìm đọc để có trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe đến cuối video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.